Bộ đôi sạc dự phòng giá rẻ nhưng cực kỳ đáng mua. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Tech. Thì ở đây mình đang có một bộ đôi sạc dự phòng giá rẻ nhưng có dung lượng cao, nhiều công nghệ sạc nhanh và cũng như là nó mang đến cho chúng ta sự tiện ích trong cái quá trình sử dụng. Thì nếu như các bạn có tham gia cái nhóm mang tên là phụ kiện săn phụ kiện giá rẻ của Vật Vờ ấy, thì các bạn đã không còn xa lạ gì với cục sạc dự phòng Kula 20.000mAh mình đang có ở đây. Còn đây thì là một mẫu sạc dự phòng khá là mới mà Lazada mới bán, thì tí nữa mình sẽ chia sẻ về cục này sau. Mình sẽ bỏ nó qua một bên nhá và mình sẽ nói về cục này. Thì tại sao mình lại đưa cục này vào trong video? Bởi vì mình đã sử dụng cái cục sạc Kula 20.000mAh này một thời gian rồi, khoảng tầm là 3-4 tháng gì đấy. Và mình nhận thấy rằng đây rõ ràng là một cục sạc cực kỳ ngon, best choice trong phân khúc tầm giá. Bởi vì khi mà mình săn sale thì nó chỉ có 285.000 mà thôi. Và 285.000 đó thì các bạn sẽ nhận lại được những gì? Thứ nhất đó là về công nghệ sạc không dây. Thì các bạn có thể thấy trên cục sạc này không có cái điểm nào sạc không dây cả, nên nó sẽ không có sạc không dây. Nhưng bù lại những thứ khác thì các bạn sẽ có ở đây là một cái màn hình hiển thị tất cả những thông số liên quan đến việc là cục sạc này còn bao nhiêu phần trăm pin này, hiện tại nó đang dùng dòng gì để sạc này, thông số về volt và cũng như là cái công suất dòng ra mà nó đang sử dụng. Thì ở đây do chưa cắm thiết bị gì thì nó sẽ hiển thị là 5V và 0A. Khi mà các bạn cắm vào những thiết bị như là iPhone này hay là những chiếc máy chạy Android, tùy theo từng công nghệ sạc nhanh thì nó sẽ hiện lên một thông số khác nhau. Ví dụ như khi mà chúng ta cắm cái chiếc iPhone vào thì nó sẽ nhảy là 5.1, 1.9 và sau khi nó nhận một lúc thì nó sẽ chuyển sang PD. Và khi đó thì nó sẽ là 9V, 2.1A. Tức là nó sẽ thể hiện được cho chúng ta biết được rằng là hiện tại chiếc máy đang sử dụng công nghệ sạc gì để sạc. Và tương tự là như vậy, nếu như các bạn cắm những chiếc máy Android mà có Quick Charge vào đây thì nó sẽ nhảy hiển thị lên cái biểu tượng đó là QC để cho chúng ta biết được chúng ta đang sử dụng công nghệ sạc Quick Charge trên những chiếc máy đó. Bởi vì các bạn biết rồi, trên thị trường đầy những cái sợi cáp như kiểu là USB-C to Lightning, nhưng mà khi cắm vào nó không nhận sạc PD. Và nếu như không có những cái thiết bị như thế này thì làm sao chúng ta biết được là nó có sạc nhanh hay là không, đúng không? Mà chỉ có thể là căn vào cái thời gian sạc xem là nó có sạc nhanh hay không thì mới biết là có sạc nhanh. Còn với cái cục sạc này thì việc để biết là quá dễ dàng. Và cái thứ hai nữa đó là với cục sạc này thì dung lượng pin của nó lên tới là 20.000mAh, thì mình có thể sạc được cho cái chiếc iPhone của mình rất nhiều lần. Và thậm chí mình có thể sử dụng cục sạc này để sạc gần đầy một chiếc MacBook Pro mà mình đang sử dụng, là chiếc MacBook Pro phiên bản Touch Bar 2017 đó. Thì đấy là những cái thứ mà làm cho mình rất là ấn tượng và mình rất hài lòng trên cái cục sạc Kula này với mức giá chỉ khoảng là 285.000. Còn nếu như bình thường không có deal thì chúng ta vẫn sẽ có thể mua được nó với mức giá khoảng tầm hơn 300. Ok, cục sạc thứ hai mà mình mang đến cho các bạn đó chính là một cục sạc rất là mới ở Lazada. Thì do cục sạc này hơi khó để tìm tên của nó nên là mình sẽ xin phép dẫn link ở phía bên dưới phần mô tả của video. Thì cái cục sạc này nhá, nó sẽ có một cái yếu điểm so với cục Kula vừa nãy. Đó là thứ nhất, cái dung lượng pin của nó sẽ chỉ có là 10.000mAh mà thôi, chứ không phải là 20.000mAh. Cái thứ hai đó là nó sẽ không có đồng hồ hiển thị cho chúng ta. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nhá, nó vẫn sẽ có đầy đủ những công nghệ sạc nhanh như là PD này. Chúng ta có công nghệ Qualcomm Quick Charge 3.0. Và đặc biệt hơn hết đó là với mức giá khoảng tầm hơn 300.000, chúng ta có luôn cả công nghệ sạc nhanh không dây ở đây. Và trên vỏ hộp của cái sản phẩm này có ghi thì nó sẽ là sạc nhanh không dây 10W chuẩn chi. Và mình sẽ sử dụng thử cái chiếc iPhone của mình và đặt vào. Và chiếc máy của mình ngay lập tức đã nhận sạc không dây. Các bạn thấy các bạn, mình lấy ra này, đặt lại này, nhận khá nhanh nhá. Đây, có thể chúng ta sẽ phải bấm một lần nữa đó. Thì các bạn lưu ý nhá, khi mà các bạn đặt vào mà không thấy nó nhận ấy, thì các bạn sẽ bấm vào cái nút này một lần để cho nó lên cái đèn ở trên đây. Sau đó thì các bạn đặt chiếc máy vào, ngay lập tức chiếc máy chúng ta sẽ nhận sạc không dây. Thì nói chung đây là hai cục sạc dự phòng ở mức giá rẻ khoảng tầm trên dưới 300.000, nhưng mà mình cảm thấy nó cực kỳ ngon. Và mỗi cục sạc thì nó sẽ mạnh ở một điểm. Cục sạc Kula này của mình thì sẽ có điểm mạnh là dung lượng cao này, có đồng hồ hiển thị tất cả các thông số đầy đủ cho các bạn có thể là dễ dàng nhận biết được là công nghệ sạc như thế nào và đã nhận sạc nhanh hay là chưa. Còn đối với cục Acom mà mình đang có ở đây thì tuy rằng nó chỉ có dung lượng là 10.000mAh, nhưng cái điểm mạnh của nó đấy là nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta chuẩn sạc PD cùng với chuẩn sạc Qualcomm Quick Charge 3.0
Và đặc biệt, đấy là tính năng sạc nhanh không dây 10W chuẩn chi. Và các bạn thấy sao về cục sạc này? Nếu như các bạn đang quan tâm thì có thể tham khảo đường link mình để phía bên dưới. Đấy là đường link để cho các bạn tìm kiếm nhanh thôi nhá, chứ video này thì cũng chẳng có quảng cáo gì đâu. Thì các bạn xem nhiều vào để cho mình có thể làm được quảng cáo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn cũng đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của